Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh tàng đối mộc thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất thì tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu sắp tới, ngày hôm nay, ban biên tập của chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong nửa cuối năm Tân Sửu. Không biết trong nửa cuối năm tới đây, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có gì đặc biệt, sâu sắc hơn những năm trước khi phạm phải thái tuế vừa qua. Trong thời gian này, mệnh chủ có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Hay trên con đường công danh, sự nghiệp, mệnh chủ có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh, có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi các bác tuổi Nhâm Tý nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng, xét về tổng quan thì đây là một khoảng thời gian tốt lành đối với các bác. Các bác đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều bác còn gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Các bác sẽ nhận ra sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả, nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, các bác sẽ luôn thấy cơ hội mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Tý nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi còn nói rằng, nửa cuối năm 2021 dường như là thời điểm phát triển nhanh chóng của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Các bác bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Các bác thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội được đề bạt, thăng chức, tăng lương. Với tài năng vốn có của mình, các bác nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác cũng diễn ra thuận lợi. Các bác thậm chí có thể là người lãnh đạo, tập thể vươn tới thành công. Vậy nên, để kích vượng vận thì các bác tuổi Nhâm Tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn sẽ giúp các mối quan hệ được phát triển, hóa giải xung khắc không được xảy ra. Đồng thời, với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp các bác tuổi Nhâm Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ các bác trong năm.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, thì với các bác tuổi Nhâm Tý đang đi làm, thời điểm này các bác sẽ nhận được đãi ngộ cao. Vì thế, cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định và có chiều hướng nâng cao chất lượng. Nếu các bác có kế hoạch chi tiêu khoa học, thì không cần làm thêm công việc tay trái, cũng có thể khá dư dả. Với các bác đang làm bất động sản hoặc đầu tư kinh doanh, trong thời điểm này có thể phải chịu ít nhiều vất vả, nhưng sẽ được hưởng thành quả hoàn toàn xứng đáng đối với công sức đã bỏ ra. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc, các bác tuổi Nhâm Tý cần mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, từng trợ các bác trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, còn giúp cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác tuổi Nhâm Tý trong năm 2021. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Tử vi còn nói rằng, với những bác đã lập gia đình, chuyện tình cảm vợ chồng trong thời điểm 6 tháng cuối năm rất hài hòa, yên ấm. Hai người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu rõ tính cách của nhau, cũng như có cách ứng xử thích hợp đối với những mâu thuẫn, bất đồng. Con cái trong nhà đa số ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết chăm lo cho cha mẹ. Còn với những bác vẫn còn đang độc thân, vận đào hoa của các bác khá tốt. Các bác có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của những người khác giới. Khuyên các bác hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Ngoài ra, thầy phong thủy cũng khuyên các bác tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên, vận đào hoa của mình trong năm. Về mặt sức khỏe, nửa cuối năm 2021 là thời điểm vất vả, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vì thế, các bác cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Cho nên các bác cần thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, đồng thời không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn, quên ngủ, có ý thức giảm dần việc tiệc tùng, xã giao và không sử dụng chất kích thích. Để có thể giúp các bác hóa giải những vận xấu, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Nhâm Tý hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng là một pháp khí nhà Phật sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Bát Bảo Tâm Kinh sẽ trở thành một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Nhâm Tý suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, các bác tuổi Nhâm Tý may mắn có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn của các bác. Nhờ điều đấy mà khó khăn trong công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Sức khỏe của các bác trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể. Người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những ai vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Có điều, các bác cần thận trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của các bác tuổi Nhâm Tý trong tháng này có phần giảm sút, nhưng bù lại, công việc tiến triển khá thuận lợi. Chuyện kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn trước. Trong tháng 8 âm lịch, các bác sẽ thu về không ít tiền lãi. Tháng 9 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài, đường vượng, chỉ cần các bác tuổi Nhâm Tý tập trung làm tốt các công việc hiện tại thì cũng kiếm được bộn tiền. Đây cũng là thời điểm các bác có thể mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, cũng có thể thử sức. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi có cho thấy áp lực tiền bạc trong tháng là khá lớn. Các bác tuổi Nhâm Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp hơn nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện. Dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng chỉ cần các bác suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ đạt được những kết quả mỹ mãn. Tử vi tháng 11 âm lịch. Do chịu tác động của lưu nguyệt thái tuế,
Tháng này các bác tuổi Nhâm Tý có chút áp lực về tinh thần. Theo đó, chuyện tình cảm và gia đạo gặp không ít rắc rối. Đổi lại có quan ấn tương vượng, công việc của các bác tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng có giá trị. Bản thân vừa có tiền bỏ túi lại vừa được cấp trên trọng vọng, đề bạt thăng tiến. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm Tân Sửu trôi qua khá nhẹ nhàng đối với các bác tuổi Nhâm Tý. Đường lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới. Chuyện làm ăn, gặp thời gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nên nhiều cơ hội kiếm tiền. Từ giữa tháng vận khí vượng, tiền đổ về túi của các bác ầm ầm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Nhâm Tý trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn các bác tuổi Nhâm Tý. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Nhâm Tý được sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho bác trai tuổi Nhâm Tý phát triển sự nghiệp. Thái Dương chủ về mặt trời, đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, ăn khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 âm lịch, vận khí đại cát, đại lợi. Tuy nhiên bác cần phải chú ý hạn toán tận trong thời gian này. Mặc dù hạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài nên cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ mạng. Ngoài ra bác trai tuổi Nhâm Tý chớ nên đi khai thác khoáng sản mà tiền mất tật mang, nguy hiểm đến tính mạng. Còn đối với bác gái tuổi Nhâm Tý thì thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu lại bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Bởi Thổ Tú là sao xấu, nó thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng, có kẻ ném đá xấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Không những vậy, bác còn gặp phải hạn huỳnh tuyền, cho nên bác rất cần lưu tâm đến vấn đề sức khỏe. Thời điểm này, bác cũng sẽ mắc bệnh tật nghiêm trọng, mưu sinh, cầu danh lợi đều khó thành, đều dễ xảy ra. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Nhâm Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Vì sao Điếu Khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung Tam Hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời tăng chế. Cung Xung Chiếu thì gồm có các tinh Thiên Phúc, Long Trì, thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các Hung Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để được cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.